Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Đồng Hồ Cổ của Dũng Hoàng. Phía dưới mỗi video có nút đăng ký màu đỏ. Mọi người hãy nhấn nút đăng ký để xem những mẫu sản phẩm mới nhất của shop. Hôm nay shop làm video để giới thiệu đến các nhà sưu tầm hai mẫu sản phẩm mới nhất của shop. Sau đây shop sẽ vào miêu tả chi tiết cụ thể từng mẫu sản phẩm một. Và mẫu sản phẩm đầu tiên mà shop xin giới thiệu đến tất cả các nhà sưu tầm đó chính là một chiếc đồng hồ cổ hộ mang thương hiệu Engin, còn phun bốc. Mọi người cùng hướng vào màn hình để xem chiếc đồng hồ này. Đây là một chiếc đồng hồ rất là giá trị bởi nó còn nguyên hộp sổ phun bốc, còn zin cả khóa. Mời mọi người xem tổng thể chi tiết trước khi em vào miêu tả cụ thể từng nét đẹp của chiếc đồng hồ này. Mọi người nhìn thấy chiếc đồng hồ này có đẹp không ạ? Đây là một chiếc đồng hồ rất là giá trị mà shop đã sưu tầm được rất là lâu. Hôm nay làm video để gửi đến tất cả các nhà sưu tầm. Mong các nhà sưu tầm luôn ủng hộ shop. Mọi người cùng ngắm chiếc đồng hồ này. Đây là một chiếc đồng hồ rất là giá trị. Mọi người cùng chiêm ngưỡng hộp của chiếc đồng hồ này. Một chiếc hộp cổ cũng đã bị những vết, nên là để bảo vệ được chiếc đồng hồ này. Mọi người cùng xem tổng thể bên ngoài trước khi mà shop vào đánh giá, miêu tả chi tiết cụ thể của chiếc đồng hồ này. Một chiếc đồng hồ mỡ gà sáng tài kết hợp với những cọc số nổi rất là đẹp. Bộ ba kim còn rất là mới, gần như là hàng nốt chỉ để tủ và đeo rất là ít. Chủ sở hữu đeo những chiếc đồng hồ này cũng rất là ít, cơ bản là để tủ và sưu tập. Mọi người cùng nhìn cái mặt của chiếc đồng hồ này, lấp lánh dưới ánh điện. Đúng là một chiếc đồng hồ rất là giá trị. Sau đây shop xin vào miêu tả chi tiết cụ thể của chiếc đồng hồ này. Mọi người thấy chiếc đồng hồ này có đẹp không mọi người? Mặt chiếc đồng hồ này rất là sáng tài. Đây chính là một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Lock Engin của Thụy Sĩ, chạy cơ chế automatic tự động. Ba kim một lịch ở góc vị trí 3 giờ. Cọc số của chiếc đồng hồ này là cọc số nổi, 12 cọc số nổi lên trên bề mặt. Mặt đồng hồ 3 nòng, rất là độc đáo. Hiếm có chiếc đồng hồ nào mà thiết kế rất là độc đáo như thế này. Mọi người nhìn cái lòng trong của mặt đồng hồ, nó ánh lên cái vẻ rất là đẹp. Mọi người cùng chiêm ngưỡng khung vỏ. Khung vỏ của chiếc đồng hồ này thì được làm từ vàng bọc 10K gold fill, đáy SS. Mọi người chiêm ngưỡng càng của nó là làm rất là độc đáo. Nó như kiểu một giọt nước quặp. Khung vỏ niềng còn rất là sắc bén, bén cạnh. Mọi người nhìn lòng trong nó lấp lánh dưới ánh điện, rất là đẹp. Núm zin có logo, mọi người cùng nhìn cái càng. Không có một vết xước hay vết bốc chóc gì cả. Mọi người thấy chiếc đồng hồ này có đẹp không ạ? Núm zin có logo Engin. Chiếc đồng hồ này gần như zin 100%. Bao nhiêu năm rồi mà nhà sưu tầm chỉ để tủ và sử dụng rất là ít. Chiếc đồng hồ này rất là giá trị.
Logo Lock and Gin nổi hẳn lên trên bề mặt của chiếc đồng hồ này. Lòng phía ngoài của mặt đồng hồ mọi người thấy không? Nó như kiểu là một cái đường băng chạy rất là đẹp, đều ba lòng. Một chiếc đồng hồ này rất là hiếm và giá trị sử dụng rất là cao. Thế nên là nhà sưu tập nào mà sở hữu được chiếc đồng hồ này cũng rất là quý. Mọi người cùng chiêm ngưỡng. Gần như là không có một cái vết bong chóc xước xát gì cả. Chiếc đồng hồ này được kết hợp với một sợi dây da tây màu đen, đen tuyền. Thế nên là rất là hợp và nó làm tôn lên vẻ đẹp của mặt của chiếc đồng hồ này. Đấy, mang thương hiệu Champion. Một chiếc dây da cũng rất là quý. Nó kết hợp với một cái khóa zin có logo Engin. Đồng hồ này thì còn zin cả khóa, rất là giá trị. Mọi người thấy có giá trị và nó đẹp không ạ? Size mặt của chiếc đồng hồ này là size 34, chưa tính núm. Đấy, một cái size chuẩn cổ của quốc tế. Các nhà sưu tầm muốn sở hữu chiếc đồng hồ này nên cho em mã 1 giá 8.800.000 đồng. Mọi người thấy có xứng đáng với em nó không ạ? Rất là giá trị. Mọi người cùng chiêm ngưỡng lại vẻ đẹp của chiếc đồng hồ này. Mọi người ai mà thích thì nên cho em mã 1 giá 8.800.000. Xứng đáng với chiếc đồng hồ đẹp, giá trị. Và sản phẩm thứ hai mà shop muốn giới thiệu đến tất cả các nhà sưu tầm, đó chính là một chiếc bật lửa mang thương hiệu Cartier của Pháp. Chiếc bật lửa này cũng còn hộp full box, cũng rất là giá trị. Mọi người cùng xem tổng thể bên ngoài của chiếc bật lửa này. Một thương hiệu bật lửa cũng rất là nổi tiếng, đình đám của Pháp. Chiếc bật lửa này là một chiếc bật lửa phay xước vàng, rất là đẹp, giá trị. Và mình mua để sở hữu sưu tầm, thế nên là cũng rất là hiếm. Mình thì không hút thuốc, thế nên là cũng mua để sưu tầm chơi. Và hôm nay nên giao lưu với tất cả các nhà sưu tầm chiếc bật lửa này. Mọi người cùng xem và cùng đánh giá chi tiết cái bật lửa này nó đẹp như nào. Độ mới cũng còn rất là cao. Những cái bật lửa này cũng là hàng xưa sưu tập đó, sản xuất cũng lâu rồi nên là sử dụng, người sử dụng cũng chăm chút rồi, là sử dụng cẩn thận, thế nên là nó còn rất là mới và đẹp. Chiếc bật lửa này thì được làm từ khung vỏ, thì được làm từ mạ lắc kê vàng xưa. Trên bề mặt thì có làm nhám phay xước, rất là đẹp. Mọi người cùng xem chi tiết. Cũng không cần phải miêu tả nhiều làm gì cả, bởi vì là mọi người khi mà muốn mua chiếc đồng bật lửa này thì cũng mình cũng tìm hiểu thông tin, thế nên là chiếc này, bật lửa này thì cũng còn khá đẹp. Mọi người cùng xem bên trong của chiếc bật lửa này. Đó, còn mới và đẹp. Tiếng bật thì cũng mở lên thì cũng rất là đầm tay và chắc. Chiếc bật này sử dụng nhưng mà còn mới, và cơ bản là còn hộp, thế nên là nó giá trị.
Mọi người mua về sử dụng hay là mua biếu đều rất là ok. Đấy. Mình bật lửa lên đấy, ngọn lửa rất là trong. Mua lửa thì mang lại sự may mắn. Dù mình không hút thuốc nhưng mà mình sở hữu một chiếc bật lửa thì lúc nào mang ngọn lửa bên mình thì cũng rất là may mắn. Tiền tài tiền lộc thì cũng vào. Nên là mọi người cùng xem và cùng ủng hộ shop. Chiếc bật lửa này thì shop đang giao lưu với giá 3 triệu. Mọi người nên cho shop mã 2 giá 3 triệu đồng. Chiếc bật lửa này rất là đẹp đấy mọi người ạ. Hãy nhanh tay sở hữu chiếc bật lửa này. Các bạn thấy video trên của mình thế nào? Hãy để lại cảm nghĩ và đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.